Xin chào quý vị và xin chào các bạn. Đây là món gỏi bò nha các bạn. Món này bây giờ mình đã làm xong. Bây giờ mình sẽ ăn thử. Đây mình sẽ gắp. Rất là ngon nha các bạn. Đấy, để làm sao có được cái món gỏi bò như vậy thì mình xin hướng dẫn các bạn ở trong cái video này. Xin chào quý vị và xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin hướng dẫn cho các bạn cách làm gỏi bò nha các bạn. Rồi nguyên liệu chúng ta cần hôm nay là 1 kg lá sách nha các bạn. Đây lá sách đây. Và 1 kg thịt bò tái. Đây các bạn đây nè, thịt bò nha. Rồi một bó ngò gai nha các bạn. Đây ngò gai đây. Cái này là nhà mình trồng luôn nha các bạn. Một bó húng quế. Thì mình đã rửa sạch và mình đã nhặt sẵn ở đây rồi. Thì một bó húng quế của nó là như vậy nha các bạn. Đấy mình sẽ ăn bao nhiêu thì mình cho vô. Rồi một củ hành. Đây hành brown nha các bạn. Rồi bắp cải đỏ nha các bạn. Đấy thì mình dùng cà rốt cũng được. Cái này nó chỉ là cho nó có màu cho đẹp nha các bạn. Đó và nước mắm. Và đây là đường. Đây là tỏi với ớt. Là mình thái sẵn ra đây rồi. Thì tỏi với ớt này là để mình làm nước mắm nha các bạn. Rồi ngoài ra thì chúng ta cần thêm hành phi và cái đậu phộng. Mình để tí nữa mình rắc lên trên gỏi nha các bạn. Thì cái này là tùy theo cái khẩu vị mình thôi. Mình thích ăn kiểu này cho nên là mình sẽ cho như vậy. Rồi bây giờ cái lá sách này nha các bạn. Mình sẽ luộc và mình cho một ít gừng vào luộc vừa chín tới. Đây là kiểu mình đã luộc xong rồi đây các bạn. Rồi bây giờ cái lá sách này chúng ta sẽ đem thái nhỏ ra. Cái này chúng ta thái càng nhỏ thì càng tốt nha các bạn. Đây là cái tô nước giấm nha các bạn. Thì cái lượng giấm mình bỏ vào thì cái vị của mình sẽ nếm thử khi nào mà mình cảm thấy chua và phù hợp với mình là được. Đó để tí nữa mình sẽ bỏ vào trong cái tô nước giấm này mình sẽ ngâm các bạn. Rồi cái lá sách này mình đã thái xong mình bỏ vào trong cái tô này mình ngâm để khoảng độ 5-10 phút cho nó ngấm hết bắt cho nó thật khô nha các bạn. Đấy. Rồi các bạn bây giờ mình sẽ nhúng tái cái thịt bò của mình. Thì đây là cái nước sôi nha các bạn. Cái này là nước bình thường mình đã pha giấm rồi. Đấy thì mình sẽ nhúng như vậy. Cái này mình nhúng vừa chín tới nha các bạn. Nếu mà chúng ta để nó chín quá thì nó sẽ không còn cái độ dai và nó không ngon nha các bạn. Đó chúng ta vẫn tiếp tục là chúng ta nhúng như vậy. Rồi chúng ta sẽ bỏ sang cái bên nước giấm này. Chúng ta lưu ý là khi mà chúng ta để trụng cái thịt bò này chúng ta để lửa lớn để cho nó sôi nha các bạn. Đó rồi sau đó chúng ta bỏ qua đây khoảng độ 10 phút là được nha các bạn. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái khâu làm nước mắm. Đấy thì chúng ta sẽ cắt chanh. Chúng ta bỏ vô cái tô này là cái tô để mình làm nước mắm chấm. Thì cái này của mình làm 1 kg thịt bò nha các bạn. Thì khẩu vị của mình là ăn hai trái là vừa. Bạn nào muốn ăn chua thì bỏ thêm. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ đường vào trong cái chanh này. Mình sẽ quậy lên. Đến khi nào mà nó quẹo thì thôi nha các bạn. Đấy mình bỏ vào chanh mình ngoáy lên như vậy. Đấy chúng ta sẽ kiểm tra đến cái độ quẹo của nó hay chưa. Đấy chúng ta sẽ tiếp tục cho thêm để quậy cho nó tan đường nha các bạn. Rồi cái khâu làm nước mắm này thì mình làm nó mặn, hơi mặn và hơi chua và ngọt một chút xíu. Nó phải đậm đà thì khi mà mình dưới vô cái gỏi của mình thì nó là vừa nha các bạn. Đấy thì chúng ta làm hơi đậm đà một chút xíu. Đấy chúng ta để ý là khi mà nó kẹo lại như vậy là được. Các bạn nên lưu ý là chúng ta phải quấy quấy lên cho nó tan hết đường ra nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho mắm vào. Thì cái nước mắm này chúng ta sẽ cho là theo cái khẩu vị của mình. Khi mà mình nếm mà thấy nó
vừa vặn là được. Tất nhiên là chúng ta phải trừ hao mà khi mà chúng ta cho vào gỏi nha các bạn. Đấy thì chúng ta làm thì chúng ta sẽ biết kinh nghiệm như thế nào là vừa vặn với khẩu vị của mình. Đấy thì mình vừa mới thử cái khẩu vị của mình là mình cho là 5 muỗng ăn cơm nước mắm nha các bạn. Thì cái này là tablespoon. Bây giờ mình sẽ cho tỏi ớt vào nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ thái hành cho vào. Thì cái này các bạn cho hành tím vào thì nó ngon hơn. Bởi nhà mình hết hành tím rồi. Đấy, chúng ta sẽ cho hành vào như vậy. Thì cái vụ cho hành này là tùy khẩu vị mình. Nếu mà các bạn muốn ăn hành nhiều thì mình cho nhiều vô. Muốn ăn ít thì các bạn bớt lại. Rồi bây giờ cái thịt bò của mình ngâm khoảng 10 phút là được rồi. Chúng ta sẽ bắt thật khô rồi chúng ta sẽ bỏ qua bên đây nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ bắt cái lá sách nha các bạn. Nếu mà chúng ta bắt không khô tí nữa chúng ta đổ nước mắm vô thì cái nước này nó sẽ chảy ra. Mình khuyến khích là các ông chồng nên phụ bà xã mình về cái phi vụ này. Bởi vì tay đàn ông thì khỏe hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thái bắp cải tím vào nha các bạn. Để chúng ta sẽ bỏ vào trong cái gỏi này cho nó tăng thêm màu nha các bạn. Càng nhỏ thì càng tốt. Rồi chúng ta thái cái ngò gai nha các bạn. Đấy thì chúng ta đã làm xong cái bắp cải tím này rồi. Cái ngò gai chúng ta nên thái cho thật nhuyễn. Bởi vì nó có cái răng cưa. Đặc biệt là cái ngò gai này chúng ta cho càng nhiều thì nó càng thơm nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ cho vào trong cái hỗn hợp của chúng ta để làm gỏi bò nhé. Tiếp theo là chúng ta sẽ thái cái húng quế của chúng ta cho nhuyễn ra các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bỏ hết cái chỗ húng quế chúng ta mới thái vào trong hỗn hợp gỏi bò nha các bạn. Thì thực ra cái món này của chúng ta nha, gỏi bò nha các bạn, thì chỉ cần húng quế và ngò gai là đủ rồi. Mà mình bỏ thêm cái bắp cải tím này vào để cho nó thêm màu sắc nha các bạn. Đấy thì cái này thì tùy các bạn thôi. Chúng ta có thể bỏ cà rốt cũng được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trộn nước mắm nha các bạn. Đấy chúng ta sẽ làm như vậy. Mình sẽ trộn đều lên trước. Thì cho nó có màu sắc thì chúng ta có thể thấy là màu trắng, màu tím và màu bò và màu xanh nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vớt hành chúng ta bỏ vô. Chúng ta sẽ trộn đều lên trước rồi sau đó chúng ta mới dưới nước mắm. Mình làm như thế này thì nước mắm nó sẽ ngấm đều hết tất cả nha các bạn. Thì theo thứ tự như vậy. Thì chúng ta ngâm cái hành như vậy thì nó không có bị hăng nha các bạn. Đấy mới cả nó có mùi nước mắm nó ngấm vô nữa. Thì bây giờ chúng ta sẽ dưới đều lên trên. Rồi chúng ta sẽ trộn đều lên và chúng ta sẽ ăn thử để kiểm tra xem là nó đã vừa vặn hay chưa để chúng ta căn chỉnh. Đấy chúng ta trộn đều lên nha các bạn. Đấy thì chúng ta thấy khi nào mà mình nhìn thấy là nước mắm nó ngấm đều thì chúng ta bắt đầu chúng ta ăn thử để kiểm tra nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ hành phi với đậu phộng lên. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ rắc đậu phộng lên nha các bạn. Rồi cái món gỏi bò của mình bây giờ là xong nha các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn thử để mình kiểm tra. Đây mình gắp sẵn ra đây rồi. Bây giờ mình sẽ ăn nha các bạn. Rất ngon nha các bạn. Thì ăn món này mình đặc biệt là dùng trong các trường hợp là tiệc, party và nhậu.
Rồi hôm nay cái phần hướng dẫn món gỏi bò của mình hôm nay là xong nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. See you next time. Bye bye.